Xin chào tất cả các bạn nhỏ đã quay trở lại với chủ đề sex ngày hôm nay. Square, heart, circle, star, rhombus, pentagon, oval, triangle, rectangle. Chúng ta cùng San San ta tìm hiểu từng hình khối nhé. Square, rectangle, circle, pentagon, triangle, heart, star, oval, hexagon, rhombus. Square, hình vuông. Square, rectangle, hình chữ nhật. Rectangle, circle, hình tròn. Circle, triangle, hình tam giác. Triangle, pentagon, hình ngũ giác. Pentagon, star, hình ngôi sao. Star, oval, hình bầu dục. Oval, hexagon, hình lục giác. Hexagon, bé hãy tô màu vào hình bên nhé. Rhombus, hình thoi. Rhombus, heart, hình trái tim. Pentagon,
heart. Video đến đây là kết thúc rồi. Các con nhớ ôn lại bài để nhớ được cách đọc hình khối trong tiếng Anh là gì nhé. Các bạn nhỏ nhớ đăng ký kênh, bật chuông thông báo để nhận được những video mới nhất từ Sun Santa nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các con.